Huấn luyện viên Thái Lan nói gì về kỷ lục vua về nhì của Indonesia tại AFF Cup? Huấn luyện viên Mano Polkin đánh giá cao đối thủ Indonesia trước cuộc chạm trán giữa hai đội tại chung kết lượt đi AFF Cup 2020 vào ngày mai, ngày 29 tháng 12. Không phải ngẫu nhiên mà Indonesia đứng nhất vòng bảng. Indonesia phòng ngự rất tốt, họ đã chứng minh trong trận đấu với Việt Nam. Nhưng trong các trận đấu với Lào, Campuchia hay Singapore, họ cũng chứng minh rằng có thể chơi tấn công tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi khả năng và chờ xem cách họ tiếp cận trận đấu như thế nào. Huấn luyện viên Mano Pungking chia sẻ trước trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Indonesia ngày mai. Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup dù từng 6 lần vào chung kết đấu trường khu vực. Trong khi đó, Thái Lan đang giữ kỷ lục với 5 lần đăng quang. Khi đã vào chung kết, đội nào cũng muốn giành chiến thắng, mọi thứ đều có thể xảy ra và Indonesia có thể phá vỡ chuỗi thành tích đáng buồn. Họ đã tiến tới danh hiệu này rất gần trong nhiều lần trong quá khứ. Tôi đã xem ba trận đấu của họ để tìm ra chiến thuật tốt nhất, con người tốt nhất cho trận đấu tới. Chỉ còn một ngày để chuẩn bị, chúng tôi không nghĩ quá nhiều về những thành tích trong quá khứ, bởi cả hai đội vào đến đây đều xứng đáng để giành ngôi vô địch. Huấn luyện viên Pung kinh nhấn mạnh. Trận đấu ngày mai, Thái Lan mất thủ môn Chachai Baprom vì chấn thương và hậu vệ trái Thirathong bumathan vì thẻ phạt. Huấn luyện viên Pung kinh cho biết đã có sẵn giải pháp thay thế. Chachai sẽ phải nghỉ vài tháng vì đứt dây chằng chéo trước, đó là thông tin không vui. Cậu ấy đóng góp rất nhiều cho đội tuyển. Thira Thông là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội. Những mất mát này ảnh hưởng lớn tới chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều phương án thay thế. Thái Lan có nhiều cầu thủ tốt cho đội hình chính trên ghế dự bị. Đội cũng phần nào suy giảm thể lực vì phải thi đấu liên tục, nhưng đó là thử thách cần phải vượt qua trên hành trình vô địch, huấn luyện viên Polkin bày tỏ. Khi được hỏi về cầu thủ ấn tượng nhất bên phía Indonesia, Huấn luyện viên Putin cho biết ông ấn tượng với đội hình giàu sức trẻ với rất nhiều nhân tố có khả năng tạo đột biến của Indonesia. Indonesia đã chơi rất tốt tại giải. Họ sở hữu huấn luyện viên giỏi và giàu kinh nghiệm, chơi bóng với tốc độ cao và phòng ngự cũng rất hay. Hai trận phía trước sẽ rất khó khăn. Toàn đội đang chuẩn bị tốt và hy vọng sẽ mang chiếc cúp trở về, huấn luyện viên Putin nhấn mạnh.